lạc giữa ca quay. Nhìn qua nhìn lại không quen ai, nhưng cũng chẳng sao hết. Lúc cơ mới một hồi rồi cũng sẽ quen hết. Có clip thử thích kìa ta, click vô thử tim là nha. Cảm ơn nếu yêu mọi người đáp trả, nhưng mà sao nàng lạnh lùng quá. Đành bấm theo dõi lặng thầm thôi, để khi có thông báo clip mới lặng thầm coi. Thả tim mong chờ nàng lên top, đến lúc ấy nàng cũng sẽ phải rep mình thôi. Nhưng mà hy vọng của tôi cũng mong manh, nàng thích được nhiều tim để một click màn hình nhanh. Làm tôi phải kêu với tụi bạn, tại app gì giúp tôi cười nàng nhanh.